Tổng hợp si ngày 23 tháng 10, thảm đảo cực căng, dương dương con mới, dương mịch lắm mối, lộ tư thời đến cản không kịp, nhất bác báo hỉ. Những tin tức si có trong ngày hôm nay, hãy cùng điểm lại ở bài viết này. Mạng xã hội xứ trung rần rần trước loạt hình rõ như ban ngày của Dương Mịch và đàn em kẻ 16 tuổi Châu Kha Vũ. Ban đầu thông tin Dương Mịch và Châu Kha Vũ hẹn hò do tay săn ảnh trên tiểu hàn khu ra đầu tiên. Người này cho biết một sao nữ Hồ Ly đã dành ngày lễ thất tịch và ngày sinh nhật chỉ để chơi game với bạn trai là idol thiểu gia. Trương Tiểu Hàn đã theo đuôi cặp đôi một tháng để phơi bày sự thật. Các thành soi đã tìm ra được tài khoản game của Dương Mịch và Châu Kha Vũ và nhận ra nhân vật game của hai người mặc đồ đôi. Hình đại diện đàng trai còn để hình Antimo rất giống nét vẽ của Dương Mịch. Phan cứng của Châu Kha Vũ tiết lộ nam ca sĩ bài tờ Ninh Ba, nơi Dương Mịch quay phim, thậm chí khi nhổ răng khôn tại chính bệnh viện mà bạn gái ghi hình. Mỗi ngày Châu Kha Vũ đều gửi tặng nửa kia tiền vàng trong game. Hiện tại đây chỉ là mới tin đồn, phía hai nghệ sĩ vẫn chưa đưa ra phản hồi nào. Dầm rộ thông tin cung tuấn sắp về thành đô tự tổ chức tiệc sinh nhật ngày 29 tháng 11 tới đây là sinh nhật tuổi 29 của cung tuấn mới đây dân mạng sẽ lên lời đồn nam diễn viên sẽ trở về thành đô để tự tổ chức một bữa tiệc sinh nhật siêu to khổng lồ để chiêu đãi fan hâm mộ khẳng định tên tuổi của mình ngay sau khi lan truyền thông tin này nhận về vô số ý kiến trái chiều dân tình cho rằng cung tuấn làm nổ mới nổi đã sao hoa lãng phí trước tranh luận chưa có dấu hiệu hạ nhiệt mới đây phòng làm việc của nam ngôi sao đã lên tiếng phủ nhận khẳng định chưa có bất cứ kế hoạch gì cho sự kiện này. Chuyện đầu tư thời đến cản không kịp Phim mới trôi qua, chuyện đầu tư đã được mời tham gia dự án cấp S do Roku đầu tư sản xuất mang tên sóng sau. Phim có sự góp mặt của La Nhất Châu, Hoàng Trí Trung, Thưởng Văn Lệ. Đặc biệt, ngày hôm nay, đạo diễn phim Tinh Hàn Sáng Lạn trong lúc nhận phỏng vấn sau hậu trường của lễ trao giải Thưởng Văn Vinh đã có cơn mưa lời khen về diễn xuất của chế độ tư. Ông đánh giá nữ diễn viên có thiên phố, diễn xuất tự nhiên và ổn định một số thông tin khác như sau. Dỗ tin Dương Dương sẽ nên duyên trong phim mới, một tòa thành đang đợi người. Vương Nhất Bác thêm đại ngôn thứ 40 và vỡ mọi kỷ lục chưa từng có của Cbiz. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pivlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.